ngã ngửa với danh tính của kẻ được cho là biến thái ở khu phố. Thì ra cái thằng mà rình mò tôi hôm nay là thằng tưởng con của chú Sự. Cho tiền con để con ôn thi mà con không lo học hành á, đi làm ba cái rắc rối xuất phát từ thành viên trong gia đình Lý Sự. Mà con nói với ba luôn nè, giải pháp nào cho chuyên gia dàn xếp dàn sự thông xây dựng trở thành một TikToker chuyên nghiệp. Ba chờ coi mày làm được những gì ha. Còn cái chuyện con Vi nó đòi kiện mày ra tòa về cái tội lạm dụng hình ảnh cá nhân của nó đó. 20 tuổi đâu rồi, chịu trách nhiệm trước pháp luật được rồi đó, nhớ nha. Ủa? Những diễn biến tiếp theo của loạt phim ngắn Gia đình Lý Sự 21:30 thứ 2 thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.